cây với hai cây bên đây nữa là 6 cây. Có 2 cây này các bạn, chung một mẫu nè, nhưng mà cây này thì làm xong biết sao đậu rồi nha. Cái này thì mình quay cái cảnh hơi xa. Đồ, wow, chiếc này chạy luôn các bạn. Wow, vậy là 70 luôn các bạn ơi, chứ không phải 93 gì chăng. Xa quá mình thấy cũng không bỏ không. Đó, rồi bây giờ chạy luôn đó các bạn. Một dọc. 6 mấy. Quá vui luôn. Trời. Coi kìa. Đó, cái máy mình đó luôn là 7 đó các bạn. Cụm này không à. Nói thầu luôn chưa. 2, 4, 6. Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Ôi, các bạn và mọi người cùng xem nha. Ôi, tiếp tục các bạn. Quá rồi, hôm nay mình quay cuộc hội ngộ. Đây, các bạn thấy gì không? Trời, 2 4, 5 chiếc. 5 chiếc chạy một dọc. Ở rồi còn bên đây 1-2 cây nữa nè. À, là 7. 7 bên đây 1 cây nữa. 8, trời ơi, nguyên khu này không 8 chiếc các bạn. Rồi còn mấy kéo lây gai lừ luôn. Nói chung mình đứng cái cảnh này thì quay mình đứng nó hơi xa nha. Rồi các bạn cho mọi người, cái này thì mình quay để cho các bạn xem để tham khảo. Hiện tại là cái này mới thật là hội ngộ máy nè. Thứ hai nữa mình đứng xa vì mình quay mấy hết nha các bạn. Đó, bây giờ là mấy máy chạy chung một mẫu nè. Rồi, 2 cây 70 chạy trước đó. Quá trời. Vui các bạn. Đông gì khá vui. Ồ, 2 cây này đua qua mặt luôn kìa. Ôi, ghê vậy. Ồ, bạn ghê không? Ở đây thì, theo mình thấy thì hình như là 70 đa số nhiều. Còn cây đỏ đỏ này không biết cây gì. Cây đỏ đỏ này chắc 93 quá ta. Ôi, cái bồn cao dữ gì đó hả trời. Wow, cây này cái bồn hết hồn vậy ta. Bên đây 3 cây 1 dọc. Quá vui luôn nha các bạn. Nó còn ở đầu dữ nữa. Cái này là hình như là mình thấy là chạy chung một mẫu đó. Một mẫu 4 cây luôn. Thấy không các bạn? Ở 4 cây với 2 cây bên đây nữa. Là 6 cây. Có 2 cây nè các bạn. Chung một mẫu nè. Nhưng mà cây này thì làm xong biết sao đậu rồi nha. Cái này thì mình quay cái cảnh hơi xa. Cho nên các bạn cũng không có thể nào nghe tiếng máy luôn. Mình thấy anh em chạy đông vui quá cho nên mình sẵn dịp mình quay để cho các bạn xem tham khảo biết là ở đây thì đồng ở nông trường Kinh Tư các bạn, em cái đồng cỡ này quá vui luôn. Rồi còn mấy kéo nè các bạn, ở đây mấy kéo đang kéo vô nè, 3 chiếc mấy kéo. Rồi chiếc này màu đỏ đỏ này không biết 93 hay là 70 binh nữa các bạn, cũng đang chạy qua nữa đó. Ồ, vậy là 93 luôn. Ý 70 hay 93 này đang chạy qua luôn. Rồi vậy là chạy chung luôn. Quá trời vui luôn. Anh là nay này đạp các bạn. Kìa cây đỏ qua luôn nữa kìa. Trời ơi, các bạn xem nè. Hỏi ngộ luôn chưa? Wow, cái cây kia nó tẻ qua miếng mới rồi. Cây đỏ tập trung qua đây luôn rồi nha. Hết hồn luôn. Rồi vậy là cái khu này không là mình thấy hình như một điểm này không là 7 cây đó. Cây đỏ tập trung qua nữa là 7 cây. Thấy vui gì trời. Đấy các bạn, quay xa gì cho các bạn và mọi người xem thấy được nhiều máy nha, chứ mình cũng không có được thấy cụ thể không. Còn ở dưới đầu kênh, ở dưới hình như cũng có một máy ở dưới nữa, một cây thì đang chạy lên. Quá trời, phải nói
Đó, đây một máy đang chạy lên nè các bạn. Còn máy này chạy chung nhưng mà qua bên đây làm như là thả giạt miếng mới. Còn máy kéo nè, anh em đang gom dài dài. Còn một máy thì đang chạy lên, đang kéo bên đây. Còn ở dưới đây thì anh em đang bỏ lúa xuống. Quá vui luôn ha, phải nói là cuộc khởi ngộ luôn á. Xa xa gì là mình thấy luôn cái máy bên đây luôn nè các bạn. Quá rộng. Chung cái này mình chỉ đứng xa vậy mình mới quay hết được nha các bạn. Đó, cái khu này không 2, 4, 6 máy. 6 cái cây kia qua thái giạc nó là chạy chung là 7 máy. Còn cái cây kia thì làm như nó tới mấy này nó trở lại nè. Ha. Còn cây bên đây thì qua thái giạc nè. Chạy chung với 6 cây bên đây. Thấy vui còn gì bằng luôn. Trời máy luôn ha. Nó quay hay sai vậy đó. À, đặng mình thấy được nhiều máy các bạn. Có 5 máy đang chạy, một máy đậu. Ba cây 70. Dọc. Đó, chiếc máy kia thì chạy xuống mép dưới. Phải nói là hội ngộ. Đó, hiện tại một cụm này là các bạn thấy rồi đó. 7 với bên kia một cây nữa là 8. Khủng khiếp chưa? 8 máy. Nguyên cái đội này lên quýnh một cái thì cái gì mà còn 7-8 máy thứ này. Cánh đồng này quýnh chắc chịu quýnh là chắc cỡ 2-3 ngày là bay. Đồ. Wow, chiếc này chạy luôn rồi các bạn. Wow, vậy là 70 luôn các bạn ơi, chứ không phải là 93 gì hết trơn. Xa quá mình thấy cũng không rõ luôn. Đó, rồi bây giờ chạy luôn rồi đó các bạn. Một dọc. Sáu máy. Quá vui luôn. Trời. Coi kìa. Đó, cái máy bên đó luôn là 7 đó các bạn. Còn máy kia chạy xuống dưới là chắc nhóm khác. Quá trời luôn. Rồi chị là chiếc 70 đã tẻ qua bên kia luôn rồi đó. Rồi xong rồi, nay nó tẻ rồi các bạn. Tẻ qua bên kia. Hết hồn đẹp.
Cụm này không à. Hả thầu luôn chờ. Hai, bốn, sáu. Sáu cây chạy lên trên này nó bảy. Trời. Ở trên kia làm như hai mấy kia chạy riêng. Chụm ở đây một cái bốn máy nè. Hai cây bên đây nè. Ba cây chạy một chập luôn kìa. Quá trời đã luôn. Rồi còn cây bên đây thì thả giặt xuống tới với mấy này các bạn. Ai cha vậy là có thể là xuống tới dưới đây luôn. Điểm 10 nha. Rồi giữ ghim lên các bạn. Còn máy kéo nè các bạn ơi, dòm thôi đi. Thì 7 chiếc máy kéo. Hơi máy bay nữa. Hết hồn chưa? Rồi để mình qua mấy bên kia mình đứng các bạn ơi. Chắc có thể là máy sẽ chạy xuống tới lầu kinh này.